vị, chắc chắn rằng trong cuộc sống, niềm vui là một điều không thể thiếu. Thiên Ân chợt nhớ có một câu nói trong một bộ phim như thế này: vui cũng phải sống, buồn cũng phải sống, cười cũng phải sống, mà khóc cũng phải sống. Thì tôi sẽ chọn nụ cười, bởi vì khi chúng ta cười, chúng ta sẽ có thêm nghị lực, có niềm tin, sống lạc quan yêu đời để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Chính vì vậy, ngay bây giờ, xin mời các vị Phật tử chúng ta hãy cùng cười thật sảng khoái. Thưa quý vị, và chúng ta sẽ cười thật sảng khoái cùng với phần trình diễn của nhóm hài Hoàng Tơ. Một tràng pháo tay thật lớn à. Dạ, không nói dối quý vị, cái chương trình ý nghĩa quá. Nên tôi liền điện thoại rủ thằng cháu ở đây. Mà quý vị biết không, tôi hẹn cả buổi trời chẳng thấy mặt mũi đâu hết. Mà thằng này có tật là khoái nhậu, cứ mở mắt ra nhậu, mở mắt ra nhậu à. Không chừng tụ tập bạn bè rồi nó nhậu xỉn quá cần câu đâu rồi nè. Lâu 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 thì ta mới nhậu một lần. Nhậu một lần thì ta uống cho say. Trời ơi. Hôm nay mưa thì ta cứ nhậu dài dài. Nhậu dài dài với buffet chay. Đến đây chú ba mấy không? Tao chứ ai? Mày lại đây mày. Có gì chú ba? Dịch giật mày, hẹn mày mấy giờ, sao giờ này mới tới mày? Trời ơi, con nói chú ba nghe, hôm nay con biết là câu lạc bộ Hỷ Lạc phải không? Ừ. Của MC Thiên Ân phải không? Đúng rồi. Có tổ chức cùng thầy Đồng Hảo phải không? Ừ. Mà nãy con nghe thầy nói thầy Hòa Hảo, con không biết thầy đâu. Tao quên. À, nhưng mà con mới lật đật con đi nè, con đi ngang rồi con gặp Chiến Hữu đang ngồi nhậu mình buồn. Thấy đi con đi ngang Chiến Hữu đó, tơ làm ly quay. Cái mày nhào tới. Con nhào tới mà con xin phép từ chối. Giỏi. Con nói hôm nay là một cái bữa buffet chay rất là ý nghĩa. Đúng rồi. Đúng không? Thì bây giờ con năn nỉ con, nó để con tỉnh táo con đi, nó năn nỉ nó uống nửa ly thôi. Từ chối. Con từ chối liền. Đúng rồi. Nó nói mày nhấp môi miếng cũng được. Bỏ luôn. Con từ chối luôn. Ừ. Năn nỉ hoài con quê con nắm vào. Con đè nó xuống. Đè nó xuống. Hai thằng con quất có bốn sĩ thôi. Đó giỏi đó, con quất cho nội mẹ tính ra mà mày nóc mẹ nữa lít rồi. Bạn bè là ngày gặp mưa. Gặp cái gì mà gặp mày. Ê, tối ngày lo ăn nhậu hoài không lo làm ăn phải không? Trời ơi, chú yên tâm, lúc này con làm ăn ngon lành. Mày làm gì ngon lành? Đang làm việc trong sân bay Tân Sơn Nhất á. Cái gì? Mày đang làm gì trong sân bay Tân Sơn Nhất? Dạ. Ê, con làm gì trong sân bay mà làm gì khâu nào? Độc quyền khâu bán vé. Trời ơi, mày bán vé cho người trong nước hay người ngoài nước? Người nào con cũng bán. Bán vé gì? Vé số. Vé. Ủa, vé số là sao? 10.000 tờ chú mua con còn. Trời ơi, dạ. Trời ơi, bán số đặt nổi cho cô chưa? Tao làm ăn lương thiện thôi cho chú. Mày cà đón hoài. Bây giờ chú lên trại ha. Rồi sao? Lát con chú rồi mời vài Chiến Hữu rằng trước làm vài ve đi. Ê, nhậu hả con? Dạ, nhậu liền. Ê, sao mày đụng đâu mày nhậu đó vậy mày? Tao nói thiệt cho mày nghe nha. Nhậu tất cả bà con cô bác đây ai tao cũng khoái. Dạ. Bởi người ta nhậu có nơi có chỗ. Dạ. Sao đặc biệt nhậu với cái mặt mày tao sợ quá. Làm gì sợ con? Cứ mỗi lần mày nhậu về con vợ nó chửi mày hoài. Chú đánh giá sai lầm. Sao? Vợ con bây giờ không bao giờ dám chửi con. Phải không? Chửi con tiếng con giả chạc liền. Thằng này bản lãnh. Nó chửi má con không? Ừ, nó nhậu sao để chửi má mày? Nó nể con. Ôi, nó nể mà quá. Dạ. Nhậu như mày là mất mặt nam như chi chí. Không được heo. Nghe lời chú dạy nè. Chú dạy câu rồi. Làm trai chớ sợ vợ nhà. Đúng rồi, vợ kêu là không dạ. Đúng. Bẩm bà em đây. Ừ, ngoan hơn bẩm trời ơi. Bỏ tại luôn. Em ấy để con vợ mày đâu rồi? Giận bỏ về dưới mấy bữa rồi. Thấy chưa? Nhậu nhẹt mà không nơi không chỗ như mày để cho vợ giận bỏ về quê. Dạ. Bây giờ nghe lời chú ba. Dạ. Con bỏ bớt rượu chè, tu tâm dưỡng tính làm ăn lại đi con. Dạ cảm ơn chú ba mà bỏ rượu chè không phải một sớm một chiều. Rồi sao? Nhân dịp hôm nay bà con ta đến cái chương trình ý nghĩa này đông vui phải không? Ừ. Chú có cái gì để cho con khẩu phục tâm phục trước quý ông bà quan khách đây, con sẵn sàng nghe lời chú liền. Ê, mày muốn cái gì mày? Chẳng hạn giờ chú lựa lời chú chào chúc sao quý vị thán phục vỗ tay khen chú nghe lời liền. Trời ơi. Được không? Tưởng gì khó, chứ chào chúc chú mày một bụng nè con. À, được không? Ê, nhưng chú mày chúc được, mày chúc được không? Ý chú nói con xỉn vô không được phải không? Chứ còn gì chú nữa? Chú nghe con chúc nè. Đâu chú thử tao nghe coi. Dạ kính thưa quý ông bà cô bác, kính thưa quý vị hiện diện trong đêm văn nghệ hôm nay. Lịch sử. Tôi xin đại diện ông chú nghe ba của cò miền Tây. Tôi. À chúc là cho ban lãnh đạo chương trình câu lạc bộ Hỷ Lạc luôn luôn được nhiều sức khỏe. Đó. Chúc quý vị khán giả nơi đây là bước sang năm Ất Mùi. Nghèo đói đẩy lui, bệnh tật đẩy lùi, tiền vô đầy túi. Ê, trời hay. Làm ăn tấn tài tấn lộc tấn bình an. Ừ. Sang được nhiều đất cất nhiều nhà lầu. Được. Ra đường có kẻ hạng người hầu. Đó. Về nhà thì có rể có dâu. Sao? Dâu đẹp như người mẫu, đụng tới là có bầu. Đúng rồi. Cái đó. Dịch giật mày đụng tới cái bầu đẻ nhiều ai nuôi chú nuôi. Mùa mưa thì nó bắt tôi nuôi. Nhưng mà chú thấy con chúc vui không? Ê, thấy chúc cũng được đó con. Dạ. Nhưng nghe chưa có hay. Chưa hay ha. Nghe chú chúc học hỏi nè. Chú chúc con học hỏi. Dạ kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể bà con cô bác, tôi xin chúc tất cả quý vị có cuộc sống luôn luôn đổi mới đó. Cầu an lành hạnh phúc đến mọi nơi. Chúc sức khỏe luôn luôn tuyệt vời. Giàu sang đương đà dương tới.
riêng các em thiếu nhi sẽ có được tương lai sáng ngời. Đó. Lời chúc đã gửi tới nơi, xin một tràng pháo tay cho thêm phần phấn khởi. Cảm ơn. Hay hay chứ chú hay. Ừ. Chứ mà chưa đủ làm cho con tâm phục khẩu phục. Cái gì? Mày chưa phục hả? Dạ chưa. Bây giờ mày muốn cái gì? Hôm nay chương trình hôm nay là ngoài cái việc mà làm ý nghĩa gì đó ha. Ừ. Là có ca sĩ nghệ sĩ đến đây tham gia chương trình. Rồi sao? Bây giờ con sẽ làm ca sĩ hát phục vụ cho quý vị ở đây. Cái gì? Mày làm ca sĩ hả? Dạ đúng rồi. Thôi vậy mày. Sao kỳ vậy? Làm ca sĩ đâu phải mày biết một hai bài hát mà lên sân khấu làm ca sĩ. Chứ làm ca sĩ phải làm sao? Làm ca sĩ con phải cộng đủ nhiều yếu tố. Yếu tố là sao? Biết ca nhiều thể loại. Ừ. Văn chương phải lưu loát. Ừ. Mà đặc biệt mày phải am hiểu về nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Chú yên tâm, nhạc cụ dân tộc Việt Nam cái nào con nhìn con cũng biết hết. Cái gì? Cái nào cũng rành hết. Dạ rành. Rồi giờ tập trung nghe chú hỏi nè. Trong tất cả các loại đàn, chẳng hạn như đàn tranh, đàn cò, đàn kiềm, mày rành nhất đàn nào? Đàn bà. Đàn bà. Đàn... không, cái đàn tì tì bà. Trời ơi. À. Cái đàn tì bà sao mày không nói đàn tì bà? Đàn tì bà có mấy bà tiên đó mà bà gì tên tì từ thứ con né. Thằng này cũng rảnh quá. Bây giờ con ca cái gì? Đó, bây giờ nãy anh em ca nhạc cải lương đủ thứ phải không? Ừ. Bây giờ con ca dân ca Nam Bộ. Dân ca Nam Bộ chứ sao? Đúng rồi, mình dân miền Tây mình khoái lắm con. Đó, bây giờ có gì chú đệm điệu buồn phương Nam cho con nghe. Điệu buồn phương Nam phải không? Đó, chú biết về miền Tây là sông nước mênh mông. Ờ. Chim bay ngọc trời. Ngọc trời. Thấy đàn chim mình hát liền. Hát liền con. Về phương Nam sao bay nguyên bày, riêng con sáo này sao nó lại buồn thiêu. Sao nó lại buồn thiêu. Con sáo sang sông tùm 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 tùm, bộ lông không còn bộ... tùm 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 tùm. Sao bay, sao bay, sao bay không được. Ê, cho sao bay dễ thương con. Sao bay nó bay không được. Mà sao nó bay không được? Không còn cộng lông mà sao nó bay. Không, không có lông mà biết nó bay. Ôi, mày cả con chim sáo chùi lũi luôn. Cái bài này gọi là chim sáo ru ti. Chùi lũi hết. Bỏ miệng nó màu nhậu hoài. Các bạn, ca chứ cũng đòi ca nữa. Không, nhưng mà con... thôi, tao nói ca không được. Để ca sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp ta ca. Phải không? Ê, tao hỏi mày. Dạ. Mày làm gì mà ăn mặc xốc xếch thì người không nghe người ngợm, không nghe ngợm mày. Chú đừng đánh giá tư cách, đừng nhìn bề ngoài đánh giá tư cách. Sao? Bên ngoài tuy chẳng ra gì. À. Nhưng bên trong nội thất cực kỳ dễ thương. Ôi dễ thương quá. Dễ thương quá còn hương hoài mang vốn tao hoài. Hương mang vốn chú gì? Nó nói là làm gì mày lấy cây quýnh vô mông nó. Tại vì con thương nó mà nó không thương con tỏ tình. Tỏ tình gì kỳ cục vậy? Anh thương em không biết làm gì. À. Lấy cây quýnh đít em đi rồi anh hít cái cây. con là hở ra con chơi thơ không? Chật chật nó mở miệng thơ văn hoài. Dạ. Ê, nói về thơ mày phải gọi chú ba là sư tổ nha con. Phải không? Hồi xưa dưới quê tao chỉ cần làm một câu thơ thôi mà thiếp ba mày chết mê chết mệt vì tao. Con còn thơ thiếp ba mày tới giờ. Chứ sao? Thơ chú ba sao hay ạ? Đó ngày xưa tao thường dẫn bả đi chơi vào những đêm trăng sáng. Trăng sáng là thơ mộng. Thơ mộng mới loài cái thơ. Cái thơ chú loài sao đâu? Nghe nè con. Trăng đêm nay sáng quá. Sáng quá. Cho anh hung cái má. Hung. Ê, công nhận chú làm thơ trình độ hen. Ừ. Chú gài chú hung thêm ba hai chồng thương tới già luôn. Đó thơ của chú mày là vậy đó con. Mày làm được không? Thơ tình yêu hen. Ừ. Chú biết bạn quay phim mà đem mắt kiến hai bạn á. À, vậy hả? Vừa quay phim mà là vừa nhà thơ nổi tiếng. Trời dữ vậy. Chỉ con làm thơ vậy nè. Ờ chị ê khoan khoan khoan. Sao sao? Mình làm thơ là phải có dần có điệu. Dần điệu là sao? Ví dụ như tao sáng quá phải cái má. Sáng quá là phải cái má. Đúng rồi. Đúng tủ luôn. Sao? Ô. Ô. Trăng đêm nay mới lú. Mới lú. Cho anh hung. Cái chú này cái chứ trận hồng ngang hồng con rồi. Chật mày không bịt bị mày là mày nói bậy à? Không nói gì vậy đâu. Ê, của tao sáng quá tao hung cái má. Ừ. Còn mày mới lú mày hung gì? Theo chú hung gì? Thì theo tao mới lú hung cái chật rồi. Lịch sự đàng hoàng chú nghe. Ô. Ô. Trăng đêm nay mới lú. Lú nữa. Cho anh hung bé Tú. Hàng bé Tú dễ thương lắm. Bé Tú lại. Con của bà dì kế bên nhà dễ thương lắm. Ủa vậy hả? Hung hoài. Ê chưa hay đâu con. Chưa hay hả? Thơ này mới chỉ là bình thường sơ sơ đó. Ủa vậy hả chú? Bây giờ tao với mày dám thi làm thơ dân gian không? Thơ dân gian phải không? Ừ. Chú yên tâm tưởng gì chứ thơ dân gian người Việt Nam ai cũng rành hết á. Không phải là thơ bình thường. Chứ thơ chú bà sao? Chú ra đề tài chú đối câu đầu mày phải đáp câu sau có từ châm biếm. Chú đối con đáp con phải châm biếm. Đúng rồi. Nhà chú đối sao đâu? Nghe nè con. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nói về công cha nghĩa mẹ. Công cha nghĩa mẹ. Trả lời châm biếm ha. Trả lời châm biếm. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cha già con mọn chơi chơi. À. Cha làm chết mẹ mà con chơi tối ngày. Trời lẽ mày. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày thức đủ năm canh. Cái này là tình mẹ thương con. Tình mẹ thương con. Phải có tình con thương mẹ. Có không? Có chứ, con thấy mấy người học sinh đại học xa nhà mỗi lần nhớ mẹ chứ thương tội nghiệp lắm. Ê viết sao con? Xa quê hương nhớ mẹ hiền. À. Lâu lâu mẹ nhớ gửi tiền cho con. Gửi.
cái rồi con tái bút. Mà mẹ sao? Mẹ tái mặt. Gửi gửi hoài. Thằng này mánh mung dữ nào. Ê chưa hay đâu con. Chưa luôn hả? Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Chú là một cây. Mày mấy cây? Trời hơn cây mấy chục triệu làm gì có mấy cây. Chứ mày có gì? Con tay được không? Trời ơi, một tay của mày sẽ làm được gì? Mấy người một tay người ta giỏi lắm à. Sao? Một tay thì dời núi lấp sông. Giỏi. Bốn tay chụm lại. Sao? Thành sông tiến lên. Ừ, chẳng hẻo xì chà chà. Bốn tay sông. Ê, mày hết mở miệng ăn nhậu vĩnh cờ bạc. Tao tiêu khiển cho vui mấy ngày chủ nhật thôi chứ bầu. Mà tao nghe nói ngoài cái vụ cờ bạc mày còn đem vụ trai gái nữa. Không có vụ trai gái, không có, đừng nói bà con cô bác mấy em tao cười. Mày cũng sợ cười hả? Không có. Mày không có sao con vợ nó qua mắng vốn tao? Vợ con mắng vốn chú gì? Nó nói là gió đưa bụi chúa sao hè, ảnh mê vợ bé bỏ bè con thơ. Con không có vợ bé vợ mọn, bữa nọ đi chơi vô tình. Vô tình gì? Gió đưa gió đẩy bờ tre. Vẫn chơi chút xíu ai dạng có con. Giỡn sao hay giỡn. Đi nghe giỡn nghe. Giỡn vui luôn. Xin lỗi, vui cái gì mà vui. Già cả cứ gài hàng. Không không được hen. Ê, nghe anh hỏi nè. Sao? Mày là dân nhậu phải không? Dạ nhậu dữ lắm rồi. Bây giờ tao đố mày về nhậu, mày phải trả lời có từ ăn nhậu. Chú đối con đáp có từ ăn nhậu. Ăn nhậu sao đâu? Đất lành chim đậu đáp. Ngắn gọn vậy đó hả? Ngắn gọn. Đất lành chim đậu. Đất không lành. Sao? Tao nhậu luôn chim. Nhậu luôn. Sự luôn vậy nè. Trời dữ dữ. Bây giờ chú đố nhiều xin đó là chú câu nè. Mà chú phải chăm biếm như con, chú dám không? Tưởng gì chơi mày. Nhiều người thất bại với con đó nha. Trời, đố đi. Trời mưa bong bóng phà phòng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai? Chết bí phải không? Bí nào? Thấy chú lận cận nghi chú bây giờ. Tao đang tìm chăn từ đối lại với mày nè. Được không? Bây giờ nếu tao trả lời được, tất cả quý Phật tử đây đồng ý vỗ tay cho tôi là đã thua nghe. Con tâm phục khẩu phục liền. Mày đối lại. Trời mưa bong bóng phập phòng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai? Ồ, con qua ở ké gì hai. Chi? Để ba có cớ ba qua thăm gì. Thăm gì hả? Mày với dầu thì cầu vắng đóng đinh. Cầu tre lắc lẹo gặp gình khó đi. Khó đi chú dắt mày đi. Được không? Mày đi không được, tao đi mình. Ê chú ba. Chú ba làm hết chú rồi. Đâu ạ? Thì về quê rước vợ con lên, nói mày bỏ bớt rượu chè rồi. Dạ bỏ bớt rồi. Nhưng mà nghe lời chú nói nè. Dạ. Mày á, bỏ bớt rượu chè đi, chuyên tâm vào những cái công tác từ thiện như thế này nè. Từ thiện con hồi giờ có biết làm từ thiện là gì đâu. Trời ơi con ơi. Từ thiện con nói chú nghe, tiền bạc con là người ta, mấy nhà từ thiện là người ta giàu có. Ta làm từ thiện. Con nghèo không có tiền uống rượu lấy gì làm từ thiện. Trời ơi. Ê sao cái đầu ốc mày hủ lậu vậy con. Sao? Từ thiện có không có nghĩa là giống như là phải giàu có mới làm từ thiện. Chứ sao? Nói là chung á, là phải từ thiện là giống như là có nhiều người hợp tác với nhau tổ chức một cái chương trình đó làm từ thiện đó. Đó, nhưng mà mày có nghe ông bà xưa ta nói câu không? Nói gì? Lá lành đùm lá rách. À, có nghĩa lá lành đùm lá rách. Ừ. Còn con lá rách là con có quyền đùm lá nát. À, có nghĩa là miễn có tấm lòng. Miễn có tấm lòng. Đông tay vỗ lên kêu. Đó đúng rồi. Nhưng mà bây giờ con muốn làm từ thiện thì con gặp ai để con làm từ thiện? Trời, còn gặp ai nữa con? Con cứ lại gặp ca sĩ MC Kim ca sĩ Thiên Ân á. À, con phải qua Trung Quốc gặp ông Ngô Thừa Ân. Dạ. Đâu gặp Ngô Thừa Ân? Chứ chú nói gì Ân Ân? Ca sĩ Kim ca MC Thiên Ân nè. Ông nói nhiêu tuổi rồi? Ông đâu mà ông. Người ta còn trẻ măng ông. Trẻ măng mà làm từ thiện vậy đó hả? Tao nói mày nghe, người ta trẻ mà người ta có cái tâm rất là lớn. Phải không? Đó nhiều cái chương trình lớn lắm con. Chẳng hạn như cái chương trình này nè. Đó, bán vé vé buffet chài, gây quỹ từ thiện giúp đỡ cho tất cả các trẻ em ở Bình Định. Đó, đêm Trung Thu này có. Thôi giờ phải không? Ừ. Vậy để con về con nói bạn bè con có gì con quyên góp của ít lòng nhiều nghe. Hứa nghe. Nhưng mà trước khi đi nghe. Rồi sao? Bây giờ con chú nhờ anh Nhạc mở giùm bài nhạc. Hát bài hay dở gì đó tặng bà con cái mình về. Trời hát nữa con. Con là thích vậy đó. Trời tao nghe nó hát tao bị thần kinh. Mở mạnh luôn. Lớn lớn lên. Lớn lớn lên em. Đã qua rồi những ngày gian khổ, chúc bà con hạnh phúc ấm no. À ơi, còn tôi xin chúc cho quý ông sức khỏe dồi dào sống lâu và chăm nuôi. Ơi ơi, riêng tôi xin chúc quý bà trẻ mãi không già, xây đắp nước nhà, xây đắp nước nhà ngày càng thăng hoa. Còn thơ bé béo chân thành cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một buổi buffet chay thật hạnh phúc. Dạ, tràn đầy sức khỏe. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, một phần. Dạ, con cảm ơn thầy. Xin cảm ơn nhóm hài Hoàng Tơ đã mang đến cho chương trình những tiếng cười thật sảng khoái, và hy vọng Đoàn Thiên Ân sẽ được cùng các anh đứng trên một cùng sân khấu trong thời gian ngắn nhất gần đây. Dạ, một lần nữa xin được cảm ơn nhóm hài Hoàng Tơ.